Những giá trị văn hóa truyền thống từ lâu đã trở thành cầu nối giữa cộng đồng dân cư với nhau. Để gìn giữ truyền thống tốt đẹp này cùng với phát triển kinh tế xã hội những năm qua, các địa phương luôn quan tâm tới công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và từng bước quảng bá hình ảnh du lịch, nét văn hóa mỗi vùng miền. Để bảo tồn các di tích, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, công tác tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích được chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm, thực hiện theo đúng trình tự và quy định của luật di sản. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, công tác xã hội hóa trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di tích được các địa phương chú trọng, thu hút được số lượng lớn sự đóng góp về tài sản và ngày công lao động của nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp. Nhân dân làm nên thư muốn khơi dậy cái truyền thống đó thì vận động toàn dân ủng hộ này, tiền của ngày công lao động để mà ra đóng góp xây lại cái ngôi đình để khơi dậy truyền thống, thì từ đó thì là được toàn bộ nhân dân từ các cụ người cao tuổi đến toàn thể nhân dân là ủng hộ nhiệt tình. Toàn tỉnh hiện có trên 400 lễ hội lớn nhỏ được tổ chức ở hầu hết các địa phương. Trong đó, nhiều lễ hội đã được khôi phục, vừa phát huy nét đẹp văn hóa ngàn đời của dân tộc, vừa đem lại giá trị kinh tế cho người dân khi du khách về tham quan. Làm nghe thư chúng tôi về vấn đề văn hóa xã hội là mỗi ngày một tiến bộ, là nhất là các cụ cao tuổi trong làng nghe thư và toàn dân nghe thư là để góp phần và xây dựng phong trào nông thôn mới mỗi ngày mà tiến lên. Để bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích, mỗi địa phương đều có ban quản lý di tích do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn làm trưởng ban cùng các ngành đoàn thể liên quan làm thành viên. Ngoài ra, ở các di tích đều thành lập được tiểu ban quản lý di tích gồm từ 5 đến 7 thành viên làm nhiệm vụ trông coi, đèn nhang, thường xuyên trông nom quét dọn đối với những di tích lịch sử. Hàng năm thì cứ mùa Tết đến thì tất cả dân làng từ già đến trẻ, từ nam đến nữ là ra đây để mà thắp nén tâm hương trước cửa nhà thánh. Tôi là cụ chủ ở đây thì chiều mùng 14 là tôi phải ra quét dọn, lau chùi để cho nó sạch sẽ, giữ gìn cho bản thân mình và cho con cháu lâu dài về sau này. Việc bảo tồn và phục dựng các lễ hội, các hiện vật văn hóa tín ngưỡng đã góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về nét văn hóa đặc sắc, tích cổ xưa, phù hợp với thuần phong mỹ tục của địa phương. Lễ hội mang một ý nghĩa rất quan trọng, đó là khơi dậy lòng yêu nước, yêu dân tộc và yêu quê hương, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Những giá trị văn hóa dân tộc, lễ hội đang trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo nên mối giao hòa giữa giá trị văn hóa các dân tộc đa dạng, thống nhất, từng bước xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.